Hôm nay mình đi Nghệ An cũng dành một chút thời gian đi ra ngoài biển để ngắm biển. Thời điểm này thì thủy triều xuống thì nước cũng rút ra xa. Điều đặc biệt thì ở trong cái rừng dương này nó có một cái loại cỏ như này. Thực sự là tuổi thơ của rất là nhiều người cũng đã trải qua những cái trò chơi và những mà cái loại cây này nó đem lại, nhưng mà thực sự cũng ít người biết. Nay vô tình gặp thì mình quay cho mọi người xem. Thường thường hồi xưa mình khi mà đi ra bãi biển thì gặp những cái loại cỏ như này ấy, thì mình ngắt những cái mà nó khô á, ngắt rồi chờ gió lớn ở bãi biển nó thổi đó. Bây giờ gió lớn này, thả xuống đó, nó lăn, nó lăn, đó, lăn tàn lạc là, lăn ra ngoài biển này. Đó. Dễ thương luôn. Nó gió, Ngày hôm nay mình quay trước cho mọi người xem.